Hồng Đào tuổi 61, sự nghiệp thăng hoa, trẻ đẹp hơn sau ly hôn Quang Minh. Gây ấn tượng với vai người mẹ đơn thân có tính cách mạnh mẽ trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Ngoài đời, Hồng Đào có cuộc hôn nhân khá nhẹ nhàng, thoải mái sau ly hôn. Năm nay, cô gây chú ý khi góp mặt vào dự án điện ảnh Mai của Trấn Thành. Trong phim, cô vào vai người mẹ thành đạt, sắc sảo với nhiều phân đoạn đòi hỏi những chuyển biến về tâm lý có tác động nhiều đến nam và nữ chính. Thật hạnh phúc khi được đóng góp vào Mai, bộ phim mà ai cũng làm việc bằng cả trái tim và đam mê của mình. Hồng Đào bày tỏ, mặc dù vào vai thứ 9 trong phim nhưng Hồng Đào vắng mặt trong buổi quảng cáo của dự án mới vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cô vẫn theo dõi và cập nhật đầy đủ các thành tích của phim trong những tháng qua. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, Hồng Đào khiến nhiều khán giả lo lắng khi thông báo phải tạm gác lại công việc nghệ thuật để điều trị bệnh. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ không tham gia vở kịch mới của Hồng Vân. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và xin phép được lui về chăm sóc sức khỏe của bản thân. Trước khi gặp vấn đề sức khỏe, Hồng Đào có khoảng thời gian hoạt động năng nổ từ phim ảnh, game show đến sân khấu. Trong đó, sự xuất hiện của cô tại chương trình Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, cùng Hồng Vân, Thanh Thủy và MC Lai Văn Sâm để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Bên cạnh đó, Hồng Đào khiến khán giả Việt tự hào khi góp mặt trong bộ phim Hollywood Peace vào tháng 4 năm 2023. Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn nhưng nữ diễn viên được khen ngợi có lối diễn xuất tự nhiên, sử dụng lời thoại tiếng Anh mượt mà. Sau khi ly hôn, kết thúc 24 năm gắn bó với nghệ sĩ Quang Minh hồi năm 2019, Hồng Đào sống cùng mẹ và hai con gái tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ sống trong căn biệt thự rộng với đầy đủ tiện nghi, cơ ngơi của cô rợp bóng cây xanh và hoa tươi. Ngoài ra còn có bể bơi và một công viên để uống trà chiều nghỉ ngơi. Niềm vui hàng ngày của cô là được chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Ở tuổi 61, Hồng Đào được nhận xét ngày càng trẻ đẹp, gợi cảm. So với các đồng nghiệp cùng thời, nữ diễn viên có ngoại hình thon gọn, săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ sở hữu phong cách thời trang đa dạng, từ quyến rũ đến năng động. Từ khi cắt tóc ngắn, Hồng Đào càng tự tin dình thêm các trang phục có phong cách trẻ trung hiện đại. Hồng Đào cũng dành nhiều thời gian cho bản thân, thường xuyên đi du lịch, vui chơi với bạn bè. Vào các dịp đặc biệt, cô quây quần bên hai cô con gái. Nữ diễn viên tự hào khi các con đều trưởng thành, giỏi giang và hiểu chuyện. Hồng Đào nói, trải qua biến cố, cô không còn nghĩ ngợi nhiều về chuyện tương lai. Trước đó, cô là người hay lo xa nên khiến bản thân dễ rơi vào suy tư, mệt mỏi. Sau ly hôn, Hồng Đào hạn chế nhắc về người cũ. Trong khi đó, Quang Minh thường nhắc về vợ cũ trước truyền thông. Theo Quang Minh, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau 5 năm ly hôn. Thỉnh thoảng họ động viên nhau khi đối phương đạt được những thành tựu hòa thuận.